nó còn khỏe nữa. Các con vợ lại bảo ăn sáng mất tiếng sáng, điên quá. Mà bữa sáng là bữa ngon nhất luôn. À, tôi kể cho các con vợ nhá, hôm qua có một giấc mơ bịt mẹ mày thì thôi luôn. Hôm qua nhá, hôm qua tôi mệt, tôi ngủ, tôi mơ. Đầu tiên là phát mơ đầu tiên là tôi mơ tôi cãi nhau. Phát đầu tiên là tôi mơ tôi cãi nhau với bố Hải. Cãi nhau to luôn, cãi nhau không nhìn mặt nhau luôn mà. Ơ, đấy. Đá đôi bé mồm mà. Mơ cãi nhau với bố Hải nhá. Mơ xong cãi nhau to, không nhìn mặt nhau luôn. Đấy. Xong tôi mơ sang giấc mơ thứ hai thì mẹ mà tôi yêu làm con chó luôn. Mơ sang giấc thứ hai mơ nhưng thực ra cái bà ca sĩ Hiền Hồ ấy, mình thì cũng đéo ở ngay nhà của bà ấy là cái nhất. Cái thứ hai là đéo phải là hâm mộ idol bà ấy, mà chỉ là mọi người cứ ghép ảnh thì mình trêu trêu, thì mình thấy con vợ này cũng kiểu dễ thương xinh xinh thì mình hay trêu thôi. Thế luôn là hôm qua mơ yêu Hiền Hồ mà. Đi mẹ mày mơ nhá, ôm Hiền Hồ ngồi như ôm nhảy luôn, xong tóc ngắn nữa không? Hôn, cậu hôn vào má mình, hôn xong vào môi chứ. Ui, hôn vãi luôn, hôn đi mẹ hôn nhớ luôn. Hôn kiểu sâu luôn ấy. Đấy. Là mơ hôn con vợ Hiền Hồ, xong mình còn bảo là ơ thì em xong mình còn chụp ảnh cơ mà. Mình chụp ảnh Hiền Hồ thơm vào má mình nhá, chụp ảnh thì mơ nhá. Xong mình còn bảo là ơ thì em không sợ bot lên Facebook mọi người để ý à. Thì mơ bảo như thế luôn, xong con vợ là còn bảo không sợ. Ôi. Đi mẹ mày hôn hiểu con người luôn. Môi con vợ đỏ chót, tóc ngắn cún hiểu không? Ngồi mơ đi mẹ mày giấc mơ như thế mà. Giấc mơ đéo có thật đâu. Nhưng mà đéo hiểu sao mà bình thường hàng ngày cũng có bao nghĩ đến nó đéo đâu, nhưng mà tự dưng lại mơ thế. Ờ ấy. Đi mẹ con vợ ngồi áp vào lòng mình như này, ôm như này. Xong ôm hôn thì thôi, hôn con vợ môi đỏ chót mà hôn má mình hôn sâu luôn. Đi mẹ mày hôn kiểu mù quăng trải luôn đấy. Nhưng mà đéo dập được. Đấy, chỉ mơ hôn thôi chứ chưa mơ đến cái đoạn dập. Thì mẹ mày mơ như thế cơ mà, mơ dậy mà cảm thấy vui luôn đấy. Hôn con vợ hôn mình thì thôi luôn. Nhưng mà mình mơ nhá, con vợ mình lại đéo hôn con vợ. Đấy, nhưng mà con vợ lại hôn mình. Đấy. Con vợ cứ hôn luôn, xong mình bảo là thế không sợ bo lên Facebook à? Con vợ bảo không, em không sợ, vãi luôn. Người ta gọi là vì yêu đấy. Đi mẹ mày. Wish rồi. Hôn sâu luôn, con vợ hôn mình như kiểu lần đầu được hôn luôn. Hôn đúng kiểu lần đầu được hôn luôn, hôn như kiểu chưa bao giờ được hôn luôn. Sợ thật. Tại chơi đồ nhiều quá ngáo. Em ơi xin lỗi em, anh đéo với anh chơi đồ em ạ. Mà nếu mà nói đéo phải chơi đồ thì cũng đéo phải. Anh có chơi nhưng mà ví dụ 2-3 tháng anh mới chơi một lần. Nhưng có cái việc gì hay là anh em như nào chứ anh mới dùng. Chứ đéo phải là anh là cái... Chứ đéo phải là ngày nào ví dụ anh em bạn bè là anh ơi hôm nay em buồn lại chơi, xong lại bạn ơi hôm nay tôi vui lại chơi, đéo có đâu em ạ. Nhìn bề ngoài anh xăm trổ thế thôi nhưng mà anh khác lắm. Anh đéo như cái suy nghĩ, anh không như cái suy nghĩ của em đâu. Mà em chưa gì em vào em đéo biết cái gì em bảo chơi đồ ngáo. Thôi đi mà giấc mơ hôn thì thôi tuyệt vời, có mặt ông mặt trời luôn. Lo đến vấn đề quần áo. Tôi thấy các con vợ toàn đít mẹ mấy con vợ có cấp 3 cắm tùm sơ mi trông nó đéo hợp lý tí nào à. Tuổi trẻ mình đa phong cách, cắm tùm sơ mi ấy thì nó chỉ là gọi là đi tiệc đi giết thôi, cắm ít thôi. Đi tiệc sinh nhật này, ăn cưới này, hay là gì công việc kiểu trọng đại, hay là đi kiểu với người yêu tình yêu thi thoảng kiểu ăn uống thôi. Mấy lô nào cũng cắm ngáo quá. Phải đa phong cách vào, loại nào mình cũng mặc được. Từ luxury này hay là cái kiểu uzi hay cổ hay là cái gì các loại đấy. Quần ngố, nói chung ấy. Mình còn trẻ thanh niên, mình cứ mặc cái kiểu là theo bên nước ngoài ấy thì nó mới là ok. Kiểu quần ngố đi dốc đan ấy thì nó đi mẹ mày nó là đỉnh luôn. Nó mới là đẹp. Các ông nhiều ông cứ đi trông vãi luôn. Cứ xem trên mạng xong học theo trong hẫm lồn. Nó là tướng quân luôn, đừng nói gì cả, tướng quân, hiểu chưa? Cắm thùng rồng mấy thanh niên Hồng Kông. À đúng rồi, mấy con vợ bên Trung Quốc hay kiểu biến hình đấy. Đừng nói gì cả, Hoàng Anh Lợn ạ. Bé Lợn đừng nói một câu gì hết.
anh đi tập để khỏe thôi chứ anh không giảm cân. Thỏ ơi, em đi tập đi, ăn nhiều vào cho đẹp đi nhá. Em thấy anh nhiều Jordan mà không thấy anh đi easy bao giờ, anh không thích easy à? Không phải là anh không thích, anh không thích easy mà anh cũng xỏ thử một easy rồi anh cảm thấy anh không hợp lắm nên anh không đi. Anh ngậm hút yêu thế. Anh hút bóp này có, anh có cảm thèm thuốc lá không? Ơ em ơi, anh hút bóp này là anh chuyển sang là để anh hút ấy đấy. Là để anh bỏ thuốc lá đấy. Hôm qua anh đi cả ngày như thế nhá, mà anh hút có 3 điều thuốc. Điều đầu tiên anh hút đúng 2 hơi anh vẫn đi luôn, còn hai điều sau là anh hút được tầm gần hết điều anh vẫn đi luôn. Ra cả ngày hôm qua anh hút có 3 điều thôi. Hôm nay là anh hút thêm 10 điều nhỉ. Hôm nay là anh hút 2 điều thuốc rồi. Sáng ăn sáng xong ra trà đá đấy, lúc mà chụp ảnh ấy làm một điều. Xong vừa về ở đây ngồi nói chuyện lại làm điều nữa. Đấy. Cứ hạ dần thôi. Không phải là một phát là mình bỏ một phát là mình, ví dụ hôm nay nhá, mình bỏ một phát là mình không hút thuốc là không hút thuốc luôn, đéo bỏ đâu. Cái gì nó phải có giai đoạn, nó từ từ ấy mà. Chứ đùng phát là bỏ luôn thì chịu rồi. Ví dụ một ngày mình hút hết tầm 20 điếu thì mình sẽ giảm xuống còn 15 điếu, xong 10 điếu, 15 điếu, đó kiểu thế ấy. Nó phải bình tóm, nó phải từ từ. Jordan á, được chứ anh bán có hơn 500 thôi. Alo ạ. Dạ vâng. Thằng này đồ gì đấy? Cái gì chị? Ai bảo thích cái gì ấy? Đâu đây em nghe rồi. Đây anh ơi. Đây anh Lòng ấy, anh thích cái gì đấy ạ? Lúc hoa em không? Anh có nhiều Jordan rồi ạ. Anh nhiều giày đẹp quá. Anh thì thực ra là anh không phải là anh yêu giày đâu. Mà là anh thích giày. Tại vì thường thường người ta mà gặp một người ấy, người ta thường thường người ta nhìn vào đôi giày đầu tiên, xong mới nhìn đến quần áo. Anh thích giày. Gọi là thích thôi chứ không yêu. Còn nếu mà yêu giày ấy là người ta phải yêu như mấy ông sưu tập giày mà có tủ kính ấy, xong bắt đầu bọc ni lông mua về đéo đi nhưng mà cứ cất đấy ấy. Xong ví dụ mà buồn buồn lại cầm giày đang để ngắm ấy, đấy gọi là yêu. Đấy gọi là yêu giày. Còn anh thì gọi là thích giày thôi. Anh thích sưu tập những cái đôi là mà thích thôi. Chứ anh không yêu giày. Ai nhờ đúng không yêu. Đẹp không?